hơi dọc đấy nhỉ. Ừ. Chạy sao thì mình qua xây suối bớt rồi đấy. Nó cũng giỏi, nó đi ấy đi rừng này, nó đi đèo này cũng giỏi. Sắp xuống rồi thầy ạ. Quen rồi. Sắp xuống nữa rồi, tâm này. Quen. Đây là điểm lấy xoay cái này. Alo alo. Alo. Chạy đường nhỏ. Nhưng mà thôi bảo nó quay lại đường kia đi. Alo. Chạy đường nhỏ alo. Đi đường nhỏ gì? Nhưng mà cái ông anh này ông bảo mày là thôi quay lại chỗ kia đi. Đường này không đi được xe đấy đâu. Đường này. Đường này đường tao đi không đi được xe ra đâu, đi ghê lắm, địt mẹ. Bây giờ để tao đang hỏi. Rồi. Mẹ luôn mày. Nè nói chuyện đó. Alo, alo. Anh bảo này.